Song Joong Ki tuyên bố sẽ cạo đầu. Sau cơn sốt của bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, mức độ nổi tiếng của Song Joong Ki thăng hạng đáng kể và thậm chí anh còn được truyền thông ca tụng đủ tầm sánh ngang với cụ giáo Kim So-hyun. Vì thế, không để người hâm mộ đợi lâu, nam tài tử họ Song lập tức nhận lời mời tham gia dự án và theo thông tin được công bố trước đó, đây sẽ là một bộ phim điện ảnh bom tấn với những dàn diễn viên hot nhất hiện nay như So Ji-sup và Hang Joon-min. Ngày 17 tháng 4 vừa qua, trong buổi giao lưu với người hâm mộ diễn ra tại Seoul, Song Joong Ki đã tiết lộ một chút về vai diễn mới của mình với hơn 4.000 người hâm mộ, khiến cho họ cảm thấy sốc trước sự thay đổi hình tượng sắp tới của anh chàng. Đại úy Soái Ca cho biết, những ngày qua tôi dành thời gian đọc kịch bản cho dự án sắp tới của mình. Tôi đang dự tính sẽ cạo đầu vì phim điện ảnh ấy. Dù đây mới chỉ là tiết lộ của chàng Soái Ca quân nhân, tuy nhiên những fan hâm mộ và khán giả rất kỳ vọng vào vai diễn lần này của Song Joong Ki. Các bạn cùng đón xem nhé.